Anh Giang, năm mới này anh chào trước đi. Chào cả nhà, đầu năm chúc cả nhà mạnh mạnh khỏe bên gia đình định nha. Đưa anh chào trước là một sai lầm. Bữa nay anh em mình đi có anh Biên nữa, anh Biên về chơi. Rồi một số anh em đằng kia nữa, anh Phúc, anh Hùng, anh Nhanh, Tâm, Liết đang chạy trước đại trước á. Còn tụi mình ở đây anh Giang anh kiếm lại cái bờ cỏ này xong rồi mình đi lại cái điểm trên đây nè. Bữa nay là bữa mùng 7, tụi mình khai trương mùng 5. Đây anh Hùng, anh Phúc, anh Nhanh, Lý, chào năm mới Tâm, chào cả nhà. Hôm nay mình lại gặp nhau nhé. Qua vô ngồi nhậu ảnh cười đau bụng luôn. Ai anh đâm là xỉn, nó đầu bới tô cơm vô cái đầu đem chai nước tương lên xịt, cứ xịt hoài ngồi tôi này nhóc nước tương á, ăn vô mặn quá. Thôi cho em lon bia nó đi. Lấy đồ à, chịch hoài luôn rồi mà phát hiện ngồi cười không luôn má, cái gì nó xịt nước tương không. Qua rồi lúc có điện lên rõ tao thấy con mặn nó ngáo rồi. Đi chạy chưa là gặp nó. Thấy lâu chưa chú? Không có, lâu mới thấy lận. Ừ, lâu mới thấy chứ không phải là bữa nào thấy. Vì khi mình đi ra mình gặp đó. Anh Chiến này anh về mấy tuần mới đi? À, về tới 7 tuần rồi. Khịt. Tết nhất nó bậy bạ. Nè. Thấy không? Thấy chưa? Phải không? Chú vết rồi vậy? Có đâu vậy? Có nè. Thử coi, biết đâu. Giấu cũng được quá mà. Kiếm miếng nhớt đầu năm rồi. Đầu năm mà thất bại là xui xẻo dữ lắm á. Bụi u du. Cái này người ta chuyên môn, người ta lấy, người ta làm dây buộc bánh tét cái chân này nè. Bậy. Nó đó chứ gì? Lát. À. Ô du cũng được mà anh. Lát. Vậy ha. Vậy lộn rồi. Xin lỗi. Đó, giấu vậy mà không được. Nó chỉnh á.
đang lấy lợi, đang chuẩn bị lấy lợi. Lấy mùi lại. Dành khu này chắc không có. Nó nè, nguyên ổ luôn, nguyên ổ trứng luôn. Rắn nước. Nguyên con rắn nước bò ra luôn. Dấu đẹp thiệt. Đúng, mình coi cũng có cái lỗ dùi mà. Mà con này đâu phải con này dùi hả anh Giang? Đâu phải rắn nước này dùi hả? Có ổ trứng nữa nè. Rồi anh bỏ đi luôn rồi, đắp lại cho nó nở. Để sơ sơ lát cho rắn mẹ nó chui nó vô. Trời, sao lỗ dùi bự mà, rắn nước nhỏ xíu. Được ăn cái cũng mừng à. Ngón tay cái hả? Như bữa bắt được con rắn nước, cái tập nào bắt con rắn nước 1 ký hả? Đâu tới 1 ký. Hơn nửa ký à. Đâu, trước giờ nào móc ra con rắn nước 1 chà bá đó. Trước giờ chưa bắt được rắn nước nào 1 ký á. Đây có lỗ này coi chưa? Chúng tôi chó mang liên tiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà đem tiếng hát cho người đời. Bỏ tiếng mông vui để rồi anh ơi còn thương tôi nữa thôi. Đầu lưới để đâu? Trên kia rồi. Sắp tới rồi. Thôi em lên trỏ anh thăm trước nha Giang ca. Lùm nào Giang ca? Thấy đó. Sậy khô ha, hay là sậy tươi? Khô á. Biết đâu cái bỏ chạy trời. Em lên thăm trước nha. Thôi chui. Chuyện này anh Giang anh có dằn mấy tay lưới mà trong đợt Tết anh có cuốn hết rồi, anh có đặt lại một tay trên đám sậy nè. Giờ mình lên đây thăm. Ôi còn nguyên si hỏng chân về sự dính không hành được. Lất chỗ này làm như nó bị gì ta, mất luôn rồi. Có chứ, kinh kìa, kinh kìa. Rồi vô lục bình rồi, xong rồi. Ê. Sảy mà. Thì sảy mà bự quá rồi. Vô lục bình rồi, dễ gì bắt được nữa. Mình tắm luôn. Hết mồi, hết mồi. Bự. Bự bự, sảy mà. Sảy mà đâu có quyền nó bự chứ. Sảy bự à. Tại anh Hùng đi bảnh nó động chạy qua. Hả? Đây nè, tự nhiên đâu có đường. Chỉ là chặn đầu qua đó rồi lọt để.
anh em mới nghỉ có mấy ngày Tết, lục tay nghề hết ráo lục. Hôm qua Tâm nó cũng đi hái trộm đâu mấy trái về làm gỏi cá lóc hả, khô sạc ở Đằng Tân á. Trời ơi nó ngon. Hôm qua hái hái xà Đằng Tân quá. Hôm nay đi xịt cá lóc cùng Tâm. Hôm nay chị đi cọp một cọp, chị cọp rồi. Cọp ngậm cọp hả không? Hôm qua làm gỏi xài cái sạch. Trời ơi, trời ơi. Nó làm là chết mẹ cái ba lô nặng rồi. Biết đi ra coi anh Giang, anh Giang cộng là biết. Nhóm của Trường Gia không có ăn trộm ở nhà ơi. Quá duyên, quá duyên. Chỉ quá duyên thôi. Bởi à, nếu ăn trộm là ban đi mà. Xài này ngon à. Còn này này công nó ban ngày công khai. Không ai xài đây đây. Xài xài hồi trước nè. Hồi trước dù bà không đâu. Không không vì xài này nó mới ra trái rồi anh, chứ mà hồi trước đâu. Xài mà có vụ xài hồi trước hồi sau nữa. Mới ra trái rõ ràng nữa. Trước. Hồi trước hết rồi. Không, xài này cũng ngon. Không có mùi gì hết. Xài đó ăn mắm ruốc là đúng bài luôn á. Chua ăn mắm đúng bài luôn. Bữa nay coi như mình ra đồng mình đào lấy ngày đi, lấy ngày đầu năm. Còn bây giờ thất bại rồi cho nên về. Chắc nhớ mình về nhà của Tâm hoặc anh Giang. Để mấy anh em mình gặp mặt, hợp mặt rồi xuyên xương. Đến ngày năm mới này là như khỏi dịch động thôi, đặng cho máy móc nó trơn đầu. mai kính được rất lớn cho máy móc rồi nó trơn tru rồi lại phải không. Đâu anh lượm được gì đâu này, anh bé tầng Hội Đông anh lượm gì hôm nay, làm gì có gì hả anh ơi, anh lượm gì nè. Trời ơi, tôi thấy cái phải là đúng luôn, hai con luôn rồi nè. Trời ơi, đọc hoài vậy. Ôi, hai con này có 4 kg á. Hay là gà là đúng chính xác luôn á. Gà đâu bự dữ vậy. Lượm nó hay vậy. Rồi mình giết thêm hai gà đỏ nữa nè. Giờ quay sang nữa sang. Cao hả? Cái này là thịt cù. Thấp ở đâu? Anh Giang nước trong đây nước tương. Tỏi ớt. Rồi anh em mình chuẩn bị đưa lên bếp nướng. Thịt cù này anh Biên, hình như anh Biên đem xuống hả? Anh Biên đem xuống. Với cục thịt bò. Còn hai gà thì anh Hùng anh chế biến, anh luộc với anh Hon. Này thì nướng. Vậy là nó để vậy là cái đâu có để là được cái miếng vàng. Cãi dữ lắm. Nếu mà được là bỏ có gạch ống bỏ lên được. Lên ba cái ông đó luôn á. Gà hở. Rồi sao? Nhảy tới rồi đâu. Giờ mình khui nhà này đi để anh Giang này diện khui nè. Chai này của anh Biên anh gửi cho nhóm mình và khui ra luôn, sẵn tiện để khui cho mấy anh em uống. Người một ly. Đâu đây. Bỏ cái hộp đó xuống. Cái chai này ly hai người á. Ly hai người. Này Đức ruột à. Hai người ly đi. Anh đại diện đi. Anh uống với ai trước đi. Thôi mời cả nhà nó nha. Đầu năm ăn nhậu, cuối năm cứ ăn nhậu đều vậy, ngon. Đúng, đầu năm ăn nhậu, cuối năm ăn nhậu luôn. À, còn ăn nhậu là còn khỏe đó. Ăn nhậu còn khỏe. Mời cả nhà. Được. Đâu dắt đi. Rồi vô, hồi năm mới chúc cả nhà dồi dào sức khỏe nha. Có được. Sức khỏe là có tất cả. Khỏe rồi, mình có chúc khỏe rồi. Có món thịt cù ngon quá. Thử món thịt cù lên anh Giang. Thử đi.
Bị mướp mà thôi chứ không ngoài đang có gì hết. Một phút đầu năm chúc cả nhà mình làm ăn phát tài, mạnh khỏe bình an. Rồi ok, cũng đầu năm cũng chúc anh Biên gia đình được dồi dào sức khỏe ha, làm ăn phát tài phát lộc vậy ha. Thái độ vỗ tay đó là không thích rồi đó nha. Không thích rồi đó. Cái gì biến cửa nha. Con này gà. Hon. Tôi mở cái gà nhà hon. Cái nhà cái đó bạn. Mở cái nhà nha cả nhà. Cái nhà năm mới mạnh khỏe, vô dành sức khỏe. Đúng không? Vô dành sức khỏe. Miếng rồi. Hấp đi hấp vô cái cho nó. Tiền ra tiền sao? Tiền vô như nước. Tiền vô như nước. Tiền ra nhỏ giọt. Khỏi ra. Khỏi ra luôn hả? Rồi, chứa đâu cho hết. Cái nhà cho sức khỏe luôn, cả nhà luôn. Rồi, thôi trời. Để đi. Vô đó, vô đó. Rồi, năm mấy giờ chúc cả nhà mình vô dài sức khỏe nha. Em có bánh mì không gì hả? Kem. Có bánh mì nữa. Cà đem. Em có bánh mì ăn với thịt kho này đúng không? Cả nhà mình có gì bán không? Bán bánh mì không? Bánh mì. Kêu ông tắt cái máy giùm luôn nhanh rồi. Tắt cái máy giùm coi. Anh Phương tốc độ anh mới xuống. Anh mới chúc cả nhà làm ăn phát tài. Phát tài như anh được ha. Quá rồi con dây chuyền. Trời ơi. Mang cấm đầu luôn. Nấu nhiều con là ta cười chết bây giờ. Đúng là thợ mộc nè, có mặt mộc nè. Ủa này mặt đá mặt mộc anh Phương. Đúng. Hấp vô coi đá vô coi đá mời cả nhà luôn nha. Năm mới chúc sức khỏe cả nhà, làm ăn phát tài phát đạt. Chào nó cái gì ta, ăn thử đi kem gì, ăn thử đi kem gì được ra thì có kem rồi. Phải ăn thử đi, tin đi, người ly nữa đi, ăn thử đi. Ngon mà, ngon người ly nữa nhanh ra. Còn bên đây rồi năm mới uống á, đây mới thịt cù cũng đang nướng, đó là quyền bạn của anh Phương. Thử mấy thịt cù này đi, mày mình thấy người ta ăn nhiều rồi mà mình chưa có dịp nếm, giờ mình nếm thử. Gem mày gem gì cơ chú Hiền? Nếu mà tiệm ăn phải ngon, nó mới có mùi chứ thịt không có ngon vậy. Thịt nó mềm nữa ha, mềm lắm. Mà có hơi cái mùi. Đúng rồi, có cái mùi. Mà đừng có rửa nước. Anh nói đừng có rửa nước. Nước này là nó lên mùi dữ nữa. Ừ. Nó có cái mùi. Cái mùi đặc trưng của nó luôn á. Cái dê ăn không có mùi đúng không? Thằng dê nó ăn, thằng Tâm ăn thịt dê không được, lần ra ăn thịt này được. Nó có cái mùi. Nó dính vô nó chảy máu vậy hả? Rồi. Nhưng mà cái này ăn được à. Anh đi. Nó nghĩa hàng lạnh quá, lương lúc nào nó cũng ra. Kìa con là mấy đứa nào ấy đó. Thịt mềm ngon lắm. Thử anh Vương. Mấy đứa nào cho mấy đó cho ăn. Ngon lắm, thơm thơm cái mùi. Cái hậu có cái mùi. Thôi anh em bây giờ anh em mình buổi sáng đi thất bại. Giờ về làm cái tiệc tổ chức họp mặt đầu năm. Rồi sẵn. Bây giờ mình chia tay cả nhà luôn nha. Tạm biệt cả nhà. Gặp lại. Nấu ăn tạm biệt cả nhà. Ngon lắm, thơm lắm. Quên. Hai đứa. Trời ơi, mày mà kêu uống nữa. Hai đứa. Đó. Không đâu. Nó ngon. Nó ngon luôn. Vừa ăn rồi bảo. Phải thử mới biết ăn được hay không ăn được. Trời ơi, anh em nói ăn không được, không được chứ. Ngon, ăn ngon lắm. Nó nóng. Chứ sao, nóng lắm vậy. Ai cứ ăn không được. Ừ, vậy nó mới đẻ. Uống chừng xíu à, uống chừng miếng là nó không được. Ừ, chừng á, không phải. Chợ chỗ đó.
nước chị nhà nào bắt cũng hồng hồng đi lộng ra mỗi nhà không hả không đi đâu á nhà nào bắt cũng hồng hồng á đã tốt là nó nhà con nó đi đâu luôn á. Nè, mình vô cái năm mới mình vô cái xuống dưới đây. Vô tắm. Đúng lần này vô tắm rồi. Vô. Vô, 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 vô. 2 3 vô. Đâu rồi? Bên này bên nó rồi. Vậy. Bây giờ hàng cứng nó hết rồi. Nó đâu dám ra nữa.